Yo, hello nha chồng người nha chồng, quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, giống người nhâm. Xin chào tất cả anh em một game hay tại đây, chính là mình đây từ từ đường phố đây, giúp bạn ạ. Ok, quay lại clip này. Trước khi bắt đầu video thì chúc anh em xem video vui vẻ, đừng quên like, share, thì đăng ký kênh nha, đăng ký không phải mình xem người rất nhiều. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series liên quan đến code anh em nhé. Hôm nay thì là thứ hai đầu tuần anh em, khoảng cái một tuần đã trôi qua, hôm nay đang là ngày thứ hai rồi các bạn. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem code tuần mới nó có gì hot anh em. Đồng thời mình sẽ nâng cấp qua con nào của mình, vui chơi sự kiện các thứ các kiểu anh em. Ô ngon. Ô trời ơi, hiện nay thì còn gì bằng nữa anh em. Cà rốt của mình đâu rồi? Ô, từ các bạn, để từ từ xem nào. Nối à? Quay bị nối sao mất tướng cà rốt rồi anh em, tí mình thoát ra vào lại anh nhá. Bị nối rồi sao á? Ô kìa. À đây, ui sợ ơi, thế là mình cũng hack nát được rồi đây anh em. Đây nha, hack nát chuẩn nhá. Đây không nhiều bạn này. Ui, hôm nay này cuối cùng mình cũng hack nát rồi anh em này. Đây. Đấy, cuối cùng mình cũng hack nát được rồi nhưng mà sao nó mất cháu cà rốt à? Ủa? Zoro đâu rồi? Zoro về dạng chính khí anh em ạ. Ủa Zoro giờ này ở dạng chính khí các bạn ạ. Ui một pha đổi cực kỳ lạ luôn anh em. Ui bên game phải có thông báo hay là đền bù gì chứ? Chết giờ thế này là không được rồi anh em. Ui không ổn rồi các bạn. Mình rồi mất bao nhiêu phút là cho cháu nó bây giờ bị mất nhà thì có một toi à. Ô, không ổn rồi. Sengoku. Ok, đổi tướng nào. Xem skill nào. Uầy, mình hack nát được rồi anh em này. Kin này. Đây, vẫn kin đây anh em. Uầy, hôm nay chính thức tiểu tử đường phố hack nát thẳng vào trong đây nhá các bạn nhá. Đây, hôm nay hack nát vào tướng SMS thật luôn này. Không nhiều anh em lại bảo mình bốc phét. Giờ mình lấy code để nhập thử coi xem có nhập được không các bạn nhá. Đây, phanh kỳ cũng S luôn này anh em này. Bây giờ mình sẽ thử đi xem tướng S xem nào. Ô. Ở đây lại không 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 có tướng anh em, kiểu như về thời đầu á. Ôi. Lạ thật kỳ các bạn. Mình sẽ thử đi chiêu mộ phát coi nào. Vẫn chiêu mộ được các bạn. Chiêu mộ vẫn chiêu mộ bình thường. Ồ, thú vị nhờ. Từ từ để mình đi lấy code anh em nhá. Ok, để lấy được code thì anh em mình nói các bạn nói lên comment.vn.gift code anh em nhá. Các bạn nói vần hải tặc đại chiến này, code mới này là code đẹp tuần này, gift code tuần đây anh em. Ok. Ok, nhưng mà thú vị thật sự các bạn ơi, mình hack được trực tiếp vào luôn rồi anh em này. Ồ, mà Luffy từ 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 xem nào, từ từ Luffy dạng gì? Luffy là chuyển về. Vẫn là dòng thông minh à? Đây rồi anh em, Luffy. Ôi trời ơi. Một pha hack nát đỉnh cao anh em. Từ từ mình sẽ kiểm tra từng thứ một luôn anh em. Bây giờ túi này. Bây giờ dùng cái N2 này xem nào. Uầy. Mất hết các tướng mới ra gần đây luôn rồi anh em. Vụ này mới nha các bạn nha. Vụ này là mới hơi bị lạ này. Chắc chắn là đây nào đang bị lag rồi anh em. Bị lag sự kiện rồi. Thế này thì bên game này có một câu trả lời rõ ràng cho mọi người chứ không, nên này là mình thấy không ổn rồi anh em. Không ổn một tí nào hết, game phải trả lời rõ ràng cho các bạn chứ này làm sao mà được. Uầy. Ô đồ thuyền viên lại được sang đổi thành kit hết à. Ô đồ kit, full kit luôn anh em. Để mình trao đổi thử. Đây. Shop đổi. Mất luôn anh em. Lá quá mất luôn. Ui. Sự kiện tấn công ủy thác 1, 2, 4, 5. Nhưng mất cà rốt sao mình đánh giờ ta. Bỏ rô rô vào như này à. Thế này không ổn các bạn. Từ từ để xem thế nào. Quá từ từ. What. Ui. Ui.
Thất Vũ Hải mới à? Hô Chopper này các bạn. Mặt Diệp Hô Mi Hoắc ông nói anh em. Uầy, boss phiên bản mới các bạn. Con boss đầu tiên là thằng Núp Phi anh em. Chuyện gì đang diễn ra đây? Giúp NV. Rồi Mangelan, Fanky, Buget, mình đang đánh nhau với Buget đấy các bạn. Ok, mình sẽ nhập từ code vào xem nào. Uầy, thế nào hôm nay mình hack nát trực tiếp vào này. Đây, thế này như này là nhiều bạn chứ không phải nói gì hết ạ. À. Đấy, chứ không nhiều anh em qua mình làm video họ kêu lo ghép lệch trả chứ ra 10 phân thế kia mà mày vẫn tin được à. Đây, không ghép đi các bạn nhá. Uầy, em thật sự anh em phải lấy hình ảnh lại, phải lấy hình ảnh lại. Rồi, Usopp. Hôm nay chúng ta sẽ đi test bậc tướng SMS nha anh em nhá. Xịn thật sự. Và đây là cốt tuần này các bạn này. Cốt tuần chúng ta được thêm 5 thùng bia, 10 lượt đánh. Nói chung là cũng được anh em. Hôm nay mình còn đang định nâng tướng vào nhà sau lưng. Đi được đậu con anh em nào. Tấn công xem là nó có khác không hay là cũng vậy thôi anh em. Xem đội hình các trận nó có khác hơn không. Hay là cũng như thế. Thú vị thật sự anh em. Tiếp tục lại thông tin về tướng FFS đây là. Lần này đích thân được từ đường phố mình đã bị hack nát vào xong rồi anh em. Được nó không vào đánh được nhá. Vào đánh được không vậy? Ồ nó lag anh em không vào đánh được luôn ạ. Quầy nó bị lag không vào đánh được luôn anh em. Cay thế nhờ. Thôi mình lại thoát ra vào lại thử phát nữa anh em xem sao nhé bạn nhá. Ok, mọi thứ trở về bình thường rồi phải anh em. Cà rốt của mình đã xuất hiện. Ồ rồi, may quá các bạn. Ha. Vậy là pha đây là pha hack nát đỉnh cao rồi anh em. Một pha hack nát đi vào lòng đất luôn. Ok, Luffy trở lại bình thường rồi này. Đấy thấy không? Chúng ta đã bị lag anh em nhá. Bây giờ bị tình trạng bị lag. Ui, nhưng bỏ Sen Goku. Thề mình mấy anh em đây mình vẫn đang nghĩ hoài các bạn ạ. Mình đang nghĩ mình không biết có nên bỏ Sen Goku không anh em. Thấy tiếc lắm luôn á. Bây giờ bỏ Sen Goku thì tiếc thật sự luôn các bạn. Bây giờ nếu như anh em nâng là mất là bao nhiêu là 8, 10. Đâu 8, một lần 4, một lần 2 lần 4 đúng không? Vậy úp nào 2 lần 4 này là 8. Rồi một lần 3, một lần 2 đó là 5, 5 8 13, 13 phút là 5 sao. Mình thử đi phân tách coi anh em, có khi mình đi phân tách các bạn ạ. Thề tiếc lắm luôn á. Nhiều bạn các bạn là sao mình làm thì nó phí nhưng mà thật sự biết là mình biết là nó phí các bạn nhưng mà mình cảm thấy nó xứng đáng anh em. Các bạn hiểu không? Mình cảm thấy nó xứng đáng. Về thu lại của mình sẽ thu lại được 2 4 5. Đấy 5 phút Sengoku. Đấy về sau mình có chơi thì vẫn còn mà chơi anh em. Đây là bao nhiêu 2 4. À. Còn nó 8 phút 5 sao đấy anh em, mình là bị nổ mất phút 5 sao rồi này, có lỗ là nổ mất phút 5 sao anh em. Bây giờ mà có lần là nổ phút mất phút 5 sao. Tính ra là mất 13 phút à, mình vừa tính là 13 đúng không? Đâu 10 8 5 5 là 10. 13 phút anh em. Mất 5 phút này. Nhưng thôi kệ các bạn là mình thấy xứng đáng là được anh em nhé. Đấy nhưng còn các bạn nào cảm thấy không xứng đáng thì tùy các bạn thôi chứ đâu. Mỗi người một cách chơi một suy nghĩ, mình cảm thấy xứng đáng các bạn nhé. Mình sẽ về mình úp lại Usopp. Ok vô nào. 1 2 3 4. Lên. Rồi. 1 2 3 4. Ok lên. Rồi ok. Rồi. 1 2 3. Đó mình bị nổ mất 2 lần phút anh em này. Đó, đây này 1 2 đây này là nổ mất 5 phút anh em. Nói chung bằng 1 phút là nói chung là nổ mất một tướng 6 sao kiểu như vậy anh em nhá. Nhưng mà thôi giữ lại được mảnh sen anh em về sau các bạn có chơi các bạn mới thấy nó quý lắm anh em chứ không phải là không đâu ạ. À. Ok, Chopper lên được 10 sao cho Chopper. Ui, nhưng mà đúng là hôm nay phê anh em đích thân tay mình hack được vào lát thế thì mới vui các bạn, không nhiều anh em cứ bảo mình bốc phét và cả chém gió thì mệt lắm. Trang bị lần nào đông phun đá cho này luôn. Uầy công công luôn à. 300k rồi. Haki chưa mở anh em. Tăng cái này phẩm đồ. Về trước tiên là mình sẽ cường hóa cái lên 30 cho nó đã anh em tính sau. Đến đâu đến cường hóa này lên 30 cho nó xem đủ không. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cái này chuyển tiếp anh em lên 10 luôn, công cho lên 10 luôn. Cũng không lên được 10 anh em. Rồi thì nâng phẩm đồ phát nào, phẩm đồ. Ok,
320k cũng được của nó đấy anh em. Trang bị truyền vào 6% máu, 18 sát thương chuẩn à. Cái thằng ấy đang mang là cái gì? Rô mình đang mang là cái gì? Ôi, cũng được của nó đấy anh em. Đầu tiên thì tấn công này trước nhá, mình sẽ tấn công trước lượt xem thế nào. Giờ cho cà rốt lên này anh em này, cà rốt giờ lên thay vào vị trí này là chuẩn nhất này. Giờ có cà rốt lên thay vào vị trí này là chuẩn nhất anh em, là mi Usopp ấy luôn à. Cũng được các bạn, ra trận rồi. Đấy, giờ Chopper nó phải đứng đầu lại này anh em này, bây giờ Chopper từng gánh tem ổn áp nhất các bạn. Đấy. Búc khiên lên ngon lành luôn anh em. Đấy. Đấy, nó phải như vậy các bạn. Nó phải như vậy, nó phải như vậy chứ anh em, nó phải như vậy. Đúng rồi. 470k sát thương à? 470 triệu sát thương anh em. Ui, gần bay màu luôn rồi, đâu còn đâu nữa anh em. Ăn luôn ạ. À. Nhận rồi 300 kim cương. Ok, thử neo đậu đôi các anh em. Giờ bỏ cháu này ra, cho cà rốt vào. Đấy nữa anh em. Đấy. Tấn công. Thẻ này pha đấy, hack nát biết thế ngồi lại chơi thì nữa anh em. Còn chưa kịp thảo luận nhiều, chưa xem được bao nhiêu. Đã hết lag rồi các bạn. Cay thật sự anh em, vẫn tiếc pha lúc nãy đâu. Khó lắm mới hack được vào anh em. Uầy ngon. 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 Uầy. Đúng bài. Cố lên, đúng rồi, hay quá. Hay quá trời ơi. Trời ơi, hay quá. Win rồi anh em, hôm nay win chắc rồi. Win chắc luôn rồi các bạn. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Đấy. Giờ cố gắng đẩy Chopper lên M1 nữa là ngon anh em. Bây giờ đẩy Chopper lên M1 nữa là ngon nhá. Giờ đẩy pull đá cho cháu nó nữa anh em. Đấy, cố gắng nâng, còn nhiều cái để nâng lắm. Uầy. Phê lại phê anh em. Thế nào? Đâu rồi? Wow. Chopper rồi anh em. Funky. Nhóc mình nhớ đúng không? Ra đẩy Funky luôn anh em. Tiệm này chắc đẩy Funky luôn đi. Đến đầu đến các bạn nhá. Đến đầu đến cho Funky lên 10 sao luôn các bạn. Phút thì đủ rồi anh em. Mấy ngày hôm nay mình vẫn đang suy nghĩ. Giờ chắc khỏi cần nghĩ các bạn, cho lên luôn đi. Hôm nay thì chắc, giờ này thì chắc không cần nghĩ nữa các bạn, cho lên luôn. Trang bị. Ủa? Sao lại mang đồ này? Hết đồ ấy rồi anh em, hết đồ Hải Âu rồi. Từ từ mình kiểm tra nào. Là mình hết đồ Hải Âu mà. Mấy đây mặc đồ gì? A mặc đồ Hải Âu hả? Mặc bữa nào hay vậy? Ai cho mang một vui tính vậy? Trời ơi, bữa mình mang thế nào cho A mang đồ Hải Âu? Bạn cay thế nhờ. Đây, trời ơi, cho cháu nó mang trang bị ngay bộ này. Đây, vẫn mang cái này anh em. Đấy, nâng đá lên. Nâng đến đâu lâng anh em. Đó, 320k rồi. Cũng được của nó rồi anh em. Cũng ra gì vào này nọ rồi. Kích hoạt lên nào. Nâng phẩm đồ lên phát. Đấy. Rồi. Còn gì đến lâng nữa không? Full hết rồi à? Ok, cũng ổn ổn hết rồi. Rồi giờ tướng này mới mang lại anh em. Đây. Trang bị nhanh. Thẻ không có là nâng con này lên chơi cũng được các bạn. Rồi làm phát đậu đôi xem sao các bạn. Chiến. Đậu đôi. Funky cho lên đứng đầu này. Funky lên đứng đầu này. Đó, cà rốt. Nami ở trên, dưới này Usopp ở dưới. Rồi. Chủ không win được nữa thì what? Không win được thật các bạn. Không win được thì có mà hơi bị lạ nhá. Mình thử bỏ qua là anh em và xem là sao, lý do vì sao nó không win anh em. Đánh như này rồi mà còn không win nữa à. Đâu rồi? Đấy, Chopper bút khiên lên rồi.
Ngoài bay màu rồi đâu nữa. À chắc này kiểu nó ở ngoài thua anh em đi vào thì thắng đấy, cái kiểu này là kiểu vậy rồi, anh em nhìn là thấy kiểu này rồi. Ai thua trận sau rồi tiếp tục trận tiếp theo nào. Tiếp tục. Cũng có khả năng là sẽ bị thua ở trận này anh em, nhưng mà trận này cũng tướng mạnh mà, tem đội này cũng đội hình mạnh mà anh em. Ui, Hỏa Quyền AB có quả ulti đẹp nhờ. Chắc tới bên game nó thêm đồ họa kiểu đấy nó cũng đẹp mắt đấy anh em, thêm kiểu đồ họa vậy cũng đẹp mắt đấy. Đấy, quá hợp lý mà sao mà tem này chắc thua tem này thật các bạn, tem này bị thua rồi. Nhìn là thấy rồi anh em, tem này bị thua, thua tem 2. Ok, sự kiện nào. Ăn thêm được một thùng ra. Là mình có thể mua thêm 3 túi nữa rồi anh em. Đây. Thấy không? Cũng sắp full rồi anh em. Còn có một lần nữa thôi là ngon rồi. Cố gắng cày thêm 1k kim cương nữa là mình chính thức mở full túi anh em nhá. 375. Giờ thêm 3 cái nữa là được 400 túi đựng rồi anh em. Tha hồ đựng tướng rồi. Ngon lành cành đào rồi anh em. Đó 405 này. Ui. Giờ tha hồ mà để phút anh em. Tha hồ mà nâng cấp các kiểu anh em. Ok ngon lành. Nhưng thôi clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc đây thôi nha anh em. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn anh em dõi video của mình rất nhiều. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Bye bye.